Giờ mày thích ai? Thích xin Tuấn Kiệt đi. Kiệt tôi toạt tay vô móng liền. Trời ơi. Ủa cái gì vậy? Em đang thấy giải thiệu ở Bến Thiêu à. Ủa lộn. Giải thiệu Bến Thiêu. Ở Lái Thiêu mà. Nắm em một cái em hốt hoảng. Ủa em ơi, anh vô anh kêu Kiệt mà anh móc Kiệt ra mà sao em đâu vậy? Kiệt nào? Châu Gia Kiệt hả? Không có. Trời ơi. Ủa thế Tuấn Kiệt tự nhiên lôi em qua đây chi? Ủa hai đứa ở chung sao mà chung? Cái này nó vô trong nhà nè, anh thấy đứa nào nó bốc đứa đó. Ủa nhà Tuấn Kiệt sao em ở trống vậy chi vậy? Ủa? Em nói là em đang thấy giải thiệu ở Lái Thiêu. Để tao hỏi coi. Ê Kiệt. Ủa thằng Kiệt đang tắm. Trời ơi. Đừng có bắt. Ủa trời ơi. Ủa con bé đi ghê quá. Ờ, vậy trả em lại nhà tắm xin Tuấn Kiệt. Không được, không được, không được, không được. Trời ơi, coi coi. Coi. Còn coi nữa. Anh với lại anh Hà tham gia một cái chương trình. Dạ. Xong có một cái bà Google, xong bà cho cái bao này là thần kỳ. Dạ. Xong phải tìm cái đồng đội của mình, người nào mình thích nhất. Wow. Đó. Thì anh thì anh thích Jin Tuấn Kiệt, bút ra. Là rồi anh còn có thích em không? Là anh có thật sự thích Buka không? Không thích em thì trả em về nhà tắm Jin Tuấn Kiệt. Chị Buka phải vừa nấu vừa hát. Trời ơi, vừa thích thì dễ. Rồi, hát bolero đi chị. Tình anh như nước con sông dài. Con sông dài. Nghe dài dễ sợ ha. Chị hát con chua cái bằng cầu luôn á. Hát chua chua. Con chua nhà nó chua nghe nó ê gặm tên. Trái đồ. Chưa bao giờ thấy mà cái đứa nào mà hát dở chứ con này thì. Ồ nó hát dở mà không biết bắt cỡ. Mà cái thằng mà nghe nó hát còn kinh khủng nữa là hát uổng. Nghe uổng hết cả người. Em à, dạ. Em hát cái này mỗi ngày không vậy em nghe? Dạ mỗi ngày. Ồ vậy hả, tội nghiệp Vinh Tuấn Kiệt quá ha. Ủa gì vậy? Ngày nào cũng không gặp luôn hả? Không có gặp ngày nào hết trơn. Trời ơi, từ lúc ra sao mẹ đẻ tới giờ chưa gặp Vinh Tuấn Kiệt là ai chứ không phải. Nên vậy rồi sao mà bán? Lấy cái miệng kẹp cái muỗng xong muốn. Cái thử thách gì mực. Đưa cho anh cứ đưa quét quét đại dây xíu xíu thôi. Cái nước ở dưới đây nè đó. Từ từ nè, hỗ trợ nè, đó. Ok Kiệt ơi, anh chỉ làm cái này tới đây thôi nha cưng nha. Không có xa hơn đâu. Ủa Kiệt nào vậy? Kiệt nào vậy? Ờ hả, nó phong long vậy thôi không. Tự nhiên cái nó phong long mà em tưởng đâu nói đâu ở đây. Ủa, em gì do ở khu này tâm linh lắm em. Ăn cũng quay, làm cái gì cũng quay. Khi nào mới không quay? Trời ơi, chị đi tắm em quay không? Chị chui lại cái nhà tắm của Kim Tuấn Kiệt đó chị. Thôi thật ra hồi nãy chị có nhìn lén vô, thấy chút đỉnh. Nó đã lắm.